giờ ăn nha, tại vì cắt hơi xấu, thấy không? Trái cây mà cắt như là một cái mớ hỗn độn, cứ trồng sao nổi thiệt á. Ăn nha. Sao không mềm, không bị cứng, cũng không bị ngọt quá. Tại vì thường á người ta kêu là tới hơn 200 gram đường cho 10 gram cho câu là bỏ hết lại thôi, không là bị ngọt quá. Oh yeah. Nhờ má mua chua quá, ăn vừa đủ hợp. Nói chung là má thích bánh đậu công mà kiểu mấy ngày mà này hay ngán quá, mấy kia ngán quá thì nên thử này. Tại vì này á, nó mát mà nó còn không kiểu á bị thịt thà các thứ như là bánh bình thường, bánh giống bình thường. Cho cái lăn. Rồi, đã xong cái đậu câu thì mình sẽ thử qua cái bánh dẻo. Trời, lúc làm bánh cũng không ngờ là có một cái phân phát mà mọi người không ai biết hết trơn là bánh dẻo á được làm từ một bánh dẻo đó, nhưng mà không có cần nướng, cũng không có cần luộc, không cần hấp gì, nó đã tự động chín rồi, nhưng mà hỏi không ai biết. Hay ghê chưa? Vậy thì mình sẽ cắt thử cho các bạn coi nha. Này là nhân đậu đỏ, không có chút muối, là mình hy vọng gì nhiều. Chắc định luôn. Sao nó hao hao cái bánh bánh bao nhân thịt vậy ta? Để ăn thử. Quay này xong chắc mệt bánh quá. Để mà bán cạnh tranh với mọi người sạch sẽ, đẹp đẽ mà còn rẻ nữa. Mà mấy cái này á, tại vì mình làm mình biết là tại vì phải đụng tay nhiều mà bột á đã chín rồi nên cũng không cần phải nướng lại hay gì á, nên là mấy người ai muốn ăn á thì nên là tự làm chứ không làm dư. Hoặc là mua mấy chỗ nào uy tín chứ. Đừng mua hàng Trung Quốc nha ba. Đậu đỏ mềm, không ngấy đó. Ăn cũng rất là ổn. Nhưng mà sức của tôi làm quá cực khổ rồi, nên mọi người hãy like, share và subscribe SR Living Channel nha. Nhớ nha, bye bye.